Hello toàn thể tất cả các bác à, và tiếp tục thì bên em test hoạt động của sản phẩm QSC 1700. Thì con này thì bên em chỉ có một con nha. Thì em đã có quay video lúc chiều và con này thì em test hoạt động để gửi tới anh Dương ở quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội nha. Đấy, rất là nhanh chóng thì hàng đẹp, giá tốt thì bay ngay quá. Đấy. Vâng, và nói chung thì con này thì hoạt động là ok và hàng rất là đẹp nha. Thì volume nó đằng sau, nha bác. Em sẽ bật volume cho các bác cùng nghe. Đây. Lên cái một này. Lên bên này. Rồi, nói chung là hoạt động ok nha bác nha. Để nghe nhạc mạng nên nó có tí quảng cáo thì các bác thông cảm. Và con QC 1700 này thì lên đường về Hà Nội, thì dòng QC 1700 này thì tạm thời bên em hết hàng. Thì bên em vẫn đang còn hàng cho tất cả các bác là những dòng QC 1500, 1600 và 2500 nha. Đấy, 2500. Những đời chỉ đỏ chỉ xanh. Và sắp tới thì bên em về cái con QC 1300 thì nó phong dáng giống như con QC 1700 này, cũng chạy là 32 sản xuất và giá cũng rất là tốt cho các bác luôn. QC 1300 nha. Các bác nào quan tâm thì các bác xem kênh, nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông để cập nhật theo dõi những video mới nhất. Và QC 1300 thì lúc trước thì con cũng có rất nhiều bác hỏi em vì dòng QC 1300 thì tầm khoảng 4 hôm nữa thì bên em có QC 1300 về hàng, cũng cực kỳ là đẹp và mới, giá thì bao tốt luôn, bao tốt nha bác nha. Rồi hàng về thì em sẽ báo giá sau cho cả bác. Vâng, và sản phẩm hoạt động ok nha, thì em xin phép dừng video và gặp lại tất cả bác ở video sau.